Vâng, và sau đây em Chiến mời tất cả các bác cùng nghe combo Lukman L100. À, xin lỗi, con L110 phiên bản nâng cấp của con L100 của Lukman. Thì con này bộ này em về luôn cả combo luôn, là cả amply và cả tuner luôn, để các bác mình trưng bày. Bác nào muốn sở hữu bộ này thì alo cho em nha. Giá là hàng về là em báo là 27 triệu. Và trong đợt này, trong video này bác nào có chốt thì em fix 500, thì còn 26 năm. Các bác đã sở hữu một con amply Lukman chất âm tuyệt vời với sự nâng cấp của từ L100, thì con này công suất là 450W, chạy sò Toshiba chữ đỏ nha các bác, cực kỳ hiếm, và về cả combo là một trong những model rất là hiếm, và ghép với cặp loa L100. Nhưng lúc mang thì ghép JBL quá tuyệt vời rồi các bác. Cặp L100 Kentory thẳng hàng Kenwood, hiện tại em đang giao các bác là 37 triệu 500, là phiên bản là Kenwood riêng, hàng sưu tầm 37 triệu 500 thẳng hàng. Còn âm ly combo kia là giá là 26 triệu 500, và sau đây em mời các bác cùng nghe chất âm của combo này nha.